Nam mô A Di Đà Phật. Một hàm khung hàm dưới răng composite chín đơn vị của một thiện cô khoảng 55 tuổi sau khi đã hoàn thành. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nam dược trị nam nhân tiết thực thuần chay là phúc. Bớt ăn tăng thọ, bớt mặc tăng phước, bớt ngủ tăng lộc. Tham ăn giảm thọ, tham mặc giảm phước, tham ngủ giảm lộc. Bệnh tòng khẩu nhập. Biển dục khó lấp tham thì sẽ thầm thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ thường vui. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, hiện tiền và sớm ngày giác ngộ giải thoát, đồng thành Phật đạo, rồi đều vãng sanh về cực lạc quốc, cõi nước yên vui khi hết báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật.